khai thị chuyên đề 1200 đề tài của Hòa Thượng Tịnh Không. Đề tài 6: Đàm Thiền Pháp Sư. Ở Singapore có một vị Pháp Sư tên là Đàm Thiền. Tôi rất là tôn kính đối với vị lão nhân này. Vị này chính mình tu khổ hạnh. Ở trong cái phòng nhỏ, y phục ông mặc là vải bố bình thường. Ăn cơm chỉ một món rất đơn giản, uống nước máy. Chúng tôi đi thăm ông, vấn an ông. Ông đi mua một chai nước suối. Đó là kính ý rất cao khi ông tiếp đãi khách. Ông mua một chai nước suối cho tôi uống, còn ông thì uống nước máy. Ông có sự giúp đỡ rất to lớn trong Phật Pháp ở Đại Lục. Ông quyên góp từng trăm ngàn đô la Mỹ. Sau khi đã quyên góp rồi, hỏi cũng không hỏi đến. Tiền của tôi đã quyên góp cho bạn rồi, bạn có đem đi làm việc tốt hay không? Nhân quả đó bạn chịu, không hề liên quan đến tôi nữa. Bạn chân thật làm việc vì Phật Pháp thì bạn có phúc. Nếu bạn đem đi hưởng thụ cho chính mình, tương lai bạn bị đọa vào địa ngục A Tỳ. Tôi thì không việc gì. Đây là ở hải ngoại, tôi xem thấy một vị Pháp Sư như vậy. Chân thật hiếm thấy, chúng ta không thể sánh với ông được. Tiền ông từ đâu mà có vậy? Ông ở trong miếu Thành Hoàng. Ở trong miếu, ông bày một ít hương, đèn, giấy. Khi người ta đến miếu Thành Hoàng thắp hương, họ mua hương, mua đèn. Tiền của ông một đồng, hai đồng, như vậy mà tích góp được. Ông không hề hưởng dụng một xu nào, toàn bộ đem đi bố thí làm công đức. Là một vị xuất gia mô phạm cái thời đại này của chúng ta. 18 năm trước, tôi gặp ông ở Cựu Kim Sơn, nước Mỹ. Chúng tôi quen biết nhau ở Cựu Kim Sơn. Ở Cựu Kim Sơn có một liên xã tên là Đại Giác, là do ông bỏ tiền ra xây dựng. Pháp Sư Đàm Thiền đã đóng góp 40.000 đô la Mỹ. Nghe nói Phúc Châu có một ngôi chùa tên Tây Thiền. Chùa Tây Thiền cũng do ông đóng góp xây dựng. Dường như ông đã đóng góp mấy trăm ngàn đô la Mỹ. Tiền của ông đã quyên góp đi rồi, về sau tuyệt đối không hề hỏi đến. Ông chỉ nói một câu: nhân quả của mỗi người phải tự nhận lấy. Nói xong một câu nói này rồi, không hề quan tâm nữa. Được đại tự tại, ông không hề lo lắng, ông không hề bận tâm. Đời sống của chúng ta lo lắng quá nhiều so với ông. Người ta làm là việc gì vậy? Chúng ta làm là việc gì vậy? Bày ra một ít hương để nơi đó để bán, từng cắt từng xu một đồng, hai đồng. Một ngày từ sớm đến tối, chính mình niệm A-di-đà Phật. Tâm không lìa miệng, miệng không lìa tâm. Bạn xem thấy, ông là người xuất gia rất bình thường. Bạn không biết thánh hiền thị hiện. A-di-đà Phật.
Đa Phật. Nam Mô A Di Đà 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 Phật.